u hơn gia đình, bởi vì ba mẹ em ly dị rất sớm mà em không muốn cảnh nó diễn ra với bất cứ ai hết. Thì nếu tại vì em đang quen mà nên em có quyền trách, sau này em lập gia đình thì nó là khác thôi. Bởi vì em đạo Phật nhiều, em thiên về đạo Phật, em tin vô nhân quả nha. Đặc biệt là năm nay á, những cái bạn nào mà hầu như là chỗ quả rất nhiều, em tin về nhân quả, thần số học và tử vi. Em rất là tin. Em có nhiều thần số học nữa hả? Dạ có, tại vì thật sự ra những cái đó giúp ích cho công việc của mình rất là nhiều, với là mình có thể nhìn nhận một người nào đó tốt hơn. Nhưng mà em tức là em chỉ đặt để em hiểu cho bản thân em thôi, chứ em đâu có coi được cho người khác. Ừ, cũng có sơ sơ chị ơi, nói chung là đoán, em chỉ đam mê tình yêu thôi. Em chỉ biết là ví dụ mà em mỗi lần em hỏi thăm ai đó mà ai đó nói là thí dụ số 5, số 3 là thôi em không quen, tại ý như vậy. Em nói chung là tất cả các số ngoài trừ số 3, số 5 hả chị, tại vì số đó nó hơi bị... Dạ, tại vì em thiên về cảm xúc hơi nhiều, em hơi bị xúc động á. Không, thật sự ra là nếu như mà một khi mà em có duyên lên tới cái vòng 2 thì em nghĩ là em cũng không kén chọn được nhiều. Nhưng mà tại vì ở đây mọi người hỏi á, thì thật sự là em nghĩ là nên nói một tí xíu. Nhưng mà nếu lỡ như có duyên lên trên đó thì có nghĩa là mình đã có duyên với nhau rồi, nên không kén nữa. Ở tuổi này em không kén được nữa. Không cái nào vấn đề là những cái như em chia sẻ với bọn chị thì em cũng nên phải chia sẻ với đối phương. Cái là thì hiện tại bây giờ bọn chị đang thay mặt đối phương để bọn chị tìm hiểu em, đúng không? Thế em không nói những cái điều này với đối phương không biết bản thân em như thế nào, em biết cái gì em cũng ở điểm mạnh của em như thế này, điểm yếu của em như thế này, nó không có gì khác biệt với những người khác. Thì họ là phải mất thời gian, họ ví dụ như ok họ bấm nút hẹn hò với em xong, thế họ ra họ tìm hiểu em, cô này cũng mê thần số học quá, mình không đáp ứng nổi, tự dưng có phải lãng phí không, đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai, chẳng hạn như em có đam mê đi thẩm mỹ về nhan sắc, mà đặc biệt là em chỉ sửa mũi thôi, nhưng mà em chỉ nói với chị, em cũng không nói với bạn trai đi. Thì khi mà người ta biết được cái điều đó, người ta cũng sẽ thất vọng. Thà rằng bọn chị ở đây, chương trình của mình là chương trình thực tế, thà rằng mình chọn ngay từ ban đầu, mình so hết những cái điểm của mình ngay từ ban đầu, đối phương chấp nhận. Họ lên sân khấu họ nghe là anh ơi em rất là hay buồn nha, mỗi lần buồn là em thường em đi sửa mũi nha, nhưng mà em có chấp nhận không? Ok, nếu bạn trai chấp nhận thì là bạn ấy đã chấp nhận trước hàng triệu người đang xem chương trình. Đó là một cái bằng chứng mà người ta không chấp nhận, người ta nói là không, em không chấp nhận nữa, em thay đổi, em sửa được thì em mới, đúng không? Còn nếu như em không nói điều đó, em giấu, em bấm nút em xuống như tình em nên nói, thì có phải tự dưng bạn trai bạn sẽ quay lại bạn ấy thích, mà tại sao em không nói ngay từ lúc đầu? Đó, nên là chương trình của mình là những cái gì bọn em chia sẻ với bọn chị thì lên chương trình mình cũng sẽ chia sẻ với đối phương như thế. Ở đây bọn chị chỉ đang thay mặt đối phương để bọn chị tìm hiểu em trước thôi, còn chưa biết đối phương của em là ai cả ha. Nên là có duyên vòng 2, vòng 3 hay không nữa thì chị vẫn hy vọng là những cái điều em chia sẻ với bọn chị thì em sẽ chia sẻ lại cho bạn Nam nghe. Dạ em hiểu. Ừ, rồi. Về mẫu người tiếp như này, về tuổi tác và về công việc, về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em mong là bạn nó đừng có quá gầy là được. Em chỉ cần trên gầy là được. Với lại cao trên 1m7, tại vì em muốn con của em cũng khá cao một tí xíu, tại vì em chỉ có 1m55 thôi. Rồi bây giờ tụi nó sữa sẽ ảnh hưởng dinh dưỡng các thứ, em không có lo tụi nó lùn đâu. Ừ. Giờ không có lo lùn, chỉ có lo có đủ chất hay không thôi. Ha. Chị có 1m50 mà con chị bây giờ nó cũng đã được chị rồi, không sao cả. Rồi về công việc của bạn trai thì sao? Em muốn nếu như được thì đừng làm ngành bất động sản với tại vì em là người có tính ổn định nên công việc của em thật sự ra là không làm bất động sản, với lại bên ngân hàng. Thì thực sự ra là công việc của em là lương bấp bênh, nói chung có tháng em sẽ làm 3-4 là bình thường, nhưng có tháng là nếu như em bị bệnh hoặc là em bị cảm sốt hoặc là em hay bị viêm xoang thì em sẽ không làm được cái mức lương như vậy. Nên em muốn là một bạn có một cái công việc ổn định chắc lương luôn để cho em là bấp bênh, còn bạn nó thì ổn định hơn. Em thì được cái cũng hát cũng được, nhưng mà em hài hước. Nếu như mà chị đang buồn chị ở với em là chắc có thể chị cười cả ngày trời. Có hôm bữa bạn kia là cười mà nhập viện luôn, thật sự em rất là hài. Không, em làm được, em biết quê, thật sự em biết quê luôn. Bạn chỉ cần buồn mà bị đang bị gì thất tình hay gì là em sẽ làm đủ mọi thứ cho các bạn nó vui thì thôi. Em hát thử bài của Mỹ Tâm ha mấy chị, đừng chê dở nha. Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa,
mây cũng tiếc nuối tình chúng ta như ngày qua. Mây buồn tha thiết, anh mây trôi đi lặng lẽ. Yêu em mà sao vẫn cứ dần dối, giờ anh đi với ai? Mấy xa rồi? Anh đừng có em đúng mấy xa. Từ người ta chế ra mà. Thế sao cái mà hay vậy? Không thôi. Thôi. Nói chung là mấy bạn mà đừng có thả thính tùm lum, hay quan tâm tích khe nhiều người quá, đừng có nên như vậy. Nói chung là có nhiều người đã gặp anh thả thính đó chị, em sợ người đó. Thôi chưa có gia đình giùm em nữa không à? Đâu là thính. Lấy một vừa qua người ta không? Nếu như mà làm dâu thì được không? Em rất là thích làm dâu, bởi vì gia đình em không đầy đủ thành viên á, nên em thích cuộc sống gia đình nhiều hơn. Mẹ em thật sự ra là do bây giờ là em muốn ở lại với mẹ em, chứ thật ra là mẹ em lớn tuổi rất là khó tính. Hầu như là em không có ở nhà luôn, em để cái shop ở nhà, em đi livestream là mẹ em để ở nhà luôn, mẹ em không thích ở chung nữa. Với lại sắp tới thì anh em sẽ về nhà ở với mẹ, nên em cũng muốn đi. Ok. Rồi ok ha. Nghe. Dạ. Chị sẽ phỏng vấn xong được, có được phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em để mình đi về ha. Rồi. Cảm ơn em nhiều.